Mới đây, cộng đồng mạng dần dần chia sẻ các đoạn clip ghi lại cảnh người dân đứng tụ tập quanh một cây bồ đề đã bị chặt ở Gia Lai. Người dân thích nhau bàn tán về một hình ảnh đặc biệt ở trên gốc cây. Một số người tinh ý nhận ra hình ảnh đó giống với bức ảnh của Chúa Giêsu. Còn bạn nhìn ra hình ảnh gì? Rõ quá chứ.